Đại ca Tâm lãnh 12 năm tù vì màn giao kiếm với bạn nhậu. Câu chuyện bắt đầu tại ngôi nhà yên bình của Tâm ở xã Thánh Phú, huyện Châu Thành. Trong một buổi chiều mà Tâm tự tin rằng sẽ có một cuộc nhậu lịch sử với H và T, không phải tên thật đâu, chỉ là viết tắt cho dễ nhớ. Nhưng ai mà ngờ, lịch sử hôm đó lại chuyển thành lịch sử án mạng. Đồng hồ điểm 21 giờ 30 phút, khi mấy ly rượu đã trôi vào bụng, Tâm bắt đầu thấy hơi sai sai. Mắt Tâm bỗng dưng như có kính lúp thấy H, nắm tay, sờ đùi T. Trong lúc cả ba ngồi uống rượu, ủa, sao kỳ vậy? Sao bạn của mình lại tình cảm với mình vậy? Tâm thầm nghĩ, rồi nổi máu ghen tuông, ai mà chẳng thế, phải không? Câu chuyện không dừng lại ở đó. Cãi nhau đã đời, hồn ai nấy giữ. Tâm hét lớn. H, không vừa, nhanh chóng biến thành siêu nhân ném nguyên cục gạch trúng đầu Tâm. Ôi giời ơi, Tâm hét toáng lên, đầu đau như búa bổ. Chắc hẳn H đã luyện ném gạch từ tuổi thơ. Quyết tâm trả đũa, Tâm tìm đồ nghề. Đây rồi, con dao yêu dấu của mình. Tâm lẩm bẩm, nhưng than ôi, nhà sau trống trơn. Bực mình, Tâm đi lòng vòng, tiếp tục la hét như diễn viên trong phim kinh dị. Cuối cùng, Tâm gặp lại T, hai người bắt đầu màn đối đầu lịch sử. Trong trận chiến điên rồ này, Tâm ra tay trước, chém vào đầu T và cắt cổ người này. Chấn thương của T nặng đến 19%, một con số không hề nhẹ, nhưng may mắn là không đến nỗi mất mạng. Điều gì sẽ đến tiếp theo? Đương nhiên là pháp luật sẽ vào cuộc. Tâm bị bắt giữ và đưa ra tòa. Thật không ngờ, đại ca Tâm đã từng có 3 tiền án về tội lừa đảo và trộm cắp tài sản. Chắc kiếp này mình không có duyên với tự do. Tâm thở dài khi nghe tòa tuyên án 12 năm tù.